của ông chủ nhỏ. Các bạn nhỏ, ngày mai chính là ngày chúng ta trải nghiệm các nghề nghiệp rồi. Mỗi bạn nhỏ sẽ làm người chủ cửa hàng trong một ngày. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi ạ. Vậy giờ cô sẽ đọc tên cửa hàng của từng bạn nhỏ. Mọi người yên lặng lắng nghe nhé. Làm ơn, nhất định phải được phân tới cửa hàng hoa. Đầu to, cậu muốn đến cửa hàng nào? Mình thấy nhà hàng là tốt nhất, có thể ăn rất nhiều món ngon. Ừ, mình muốn giành vị trí thứ nhất. Nghe nói có rất nhiều phần thưởng, cửa hàng tạp hóa chắc dễ kiếm được vị trí thứ nhất. Mọi người yên lặng lắng nghe. Mau Dung Dung, cửa hàng tạp hóa. Tiểu Minh, nhà hàng. Đầu to, cửa hàng hoa. Tiểu Lệ Lệ, làm gì chứ? Mình cũng đâu có muốn đến cửa hàng hoa. Vì vị trí thứ nhất, đành cố thôi. Sao cậu lại tới đây? Cửa hàng tạp hóa thì sao? Mình, chú mình toàn giúp mình thôi. Cô Nguyệt Nha nói, như vậy không công bằng. Bảo mình tới làm chung với bạn khác. Cậu muốn làm chung với mình sao? Mình có thể không cần phần thưởng. Vậy thì được. Nhưng Mao Dung Dung này, mình bảo cậu làm gì thì cậu phải làm cái đó, có đồng ý không? Được, chỉ cần cho mình ở đây là được rồi. Vậy thì quyết định thế nhé. Cô ơi, cháu tặng cô nè. Cô xinh đẹp giống như hoa hồng vậy. Các cháu đang bán hoa ư? Vậy cô mua một bó về bày trong nhà nhé. Cậu tiếp tục tặng hoa đi. Cô ơi, cô muốn mua hoa gì? Cô muốn bày trong nhà. Cháu xem loại nào thì tốt. Cô ơi, loại này đẹp này. Có chuyện gì thế này? Loại phấn hoa này tiếp xúc với da có thể gây dị ứng. Không thể để ở trong nhà. Không được, không được. Cô phải mau chóng về uống thuốc thôi. Cô ơi, đều tại cậu lắm mồm. Rõ ràng là do cậu chọn bừa hoa mà. Chú Động, chú mua hoa không? Chú muốn mua một bó hoa tặng cô Thái. Cảm ơn cô ấy thường xuyên giúp đỡ chú. Đúng, chuyện này không sai. Cậu đừng lấy bừa, loại hoa này nhỏ thế, vừa nhìn đã thấy không có thành ý. Chú Động, loại này lớn, có thành ý này. Đây chẳng phải là hoa cúc sao? Vớ vẩn, không mua thì thôi, sao phải tức giận chứ? Đầu to, hoa cúc biểu thị cho sự đau buồn. Chú Động đương nhiên phải giận rồi. Ôi, làm sao vậy? Vừa rồi chú Động muốn mua hoa để biểu thị lòng cảm ơn. Kết quả đầu to lại đưa hoa cúc. Giờ mọi người đều nói đầu to vớ vẩn, không muốn tới đó mua hoa nữa. Phải làm sao bây giờ? Nhờ cậu giúp đỡ với. Ôi, nửa ngày trời mà chẳng bán được bó hoa nào. Phải làm sao bây giờ? Đầu to, anh muốn mua hoa. Tốt quá, anh muốn mua hoa gì? Lấy một giỏ hoa đi, em giúp anh chọn là được. Không thành vấn đề. Đây chẳng khác gì cây chổi lông gà cả. Để em. Đẹp quá, mình phục rồi. Được, mình cầm giỏ hoa này đi loanh quanh trong khu, nhất định có thể giúp chúng tìm được khách hàng. Cậu lại muốn làm gì? Nếu sớm biết cậu có tay nghề thế này thì tốt quá rồi. Giờ chọn hoa gì giao cho cậu nhé. Như vậy mới đúng chứ. Mọi người đang xếp hàng làm gì vậy? Mua hoa đấy. Hoa của Mao Dung Dung bó rất đẹp. Hơn nữa, đầu to còn đang tổ chức vòng quay may mắn. Mua hoa còn có thể được trúng giải nữa. Hai đứa nhóc này giỏi như vậy sao? Để cháu xem nào. Chúc mừng, cô có thể đem tấm vé này đến nhà hàng đổi lấy món ăn. Món cánh gà nướng vốn giá 20 đồng, giờ chỉ còn có 15 đồng thôi. Đầu to, xem ra hai em có nhiều hy vọng giành giải quán quân nhất đấy. Cô ơi, giờ em cảm thấy rất vui. Có được giải hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần cùng bạn bè đồng tâm hiệp lực thì nhất định sẽ thu được kết quả tốt. Thật sự không cần giải thưởng sao? Vậy cô tuyên bố là em từ bỏ giải thưởng nhé. Ôi, em chỉ là nói ví dụ thôi mà.
dựng lại hiện trường. Bố đồ nhỏ, mẹ tập về. Mẹ tập về, có người đánh lén con. Không thể nào. Bố đồ nhỏ, mau đem hòm thuốc tới đây. Được rồi. Con đồ to thật dũng cảm. Nhưng mà con không biết là ai đã đánh con. Chuyện này thì có gì là khó. Mẹ nhất định sẽ tìm ra người vô lễ đó. Mẹ tập về, bố đồ nhỏ. Con bị đánh lén ở chính chỗ này. Không có camera, không có vật chứng, cũng không có nhân chứng. Vậy thì hết cách rồi. Đừng lo, bố có cách. Chúng ta có thể dùng phương pháp dựng lại hiện trường. Phương pháp dựng lại hiện trường. Đúng, dựa trên quá trình mà con đồ to kể lại, chúng ta diễn lại tình huống lúc đó. Chuẩn bị, bắt đầu. Dừng, làm lại. Con đồ to chẳng hề cảm thấy có người đánh mình. Như vậy đâu có được. Sao em nỡ đánh mạnh chứ? Mẹ tập về cứ đánh đi. Con đồ to, mau quay đầu lại nhìn. Lúc đó con quay đầu lại nhìn rồi, không nhìn thấy gì ư? Vậy thì người đánh lén đó. Mình biết rồi. Xem ra người đánh lén đó chạy rất nhanh. Làm lại lần nữa. Lúc đó con không hề nghe thấy tiếng giày, cũng không nghe thấy tiếng bước chân. Không có tiếng bước chân. Xem ra người đánh lén này không những tốc độ rất nhanh mà còn chạy chân đất hoặc đi loại giày không phát ra tiếng động nữa. Lẽ nào người đó biết kinh công ư? Là đại hiệp sao? Mẹ tập về, cô đang diễn kịch gì thế? Chú Mao, nhìn mặt cháu này. Trời ơi, ai bắt nạt đồ to vậy? Là bị người ta đánh lén. Chúng tôi đang điều tra thủ phạm. Nếu đã có chuyện đánh lén người như vậy thì tôi cũng không thể ngồi nhìn được. Thông báo bắt kẻ xấu. Gần đây đồ to ở trong khu này bị người ta bí mật đánh lén. Đặc điểm của người đánh lén là chạy rất nhanh, bước đi không có tiếng động. Hả? Lại có chuyện như vậy xảy ra sao? Đi đường phải cẩn thận đấy. Đã bắt được kẻ đánh lén chưa? Mong các cư dân cung cấp đầu mối để phá án. Đi thế này chắc chắn không phải là kẻ đánh lén. Chạy thế này chắc chắn cũng không phải. Rốt cuộc ai là kẻ đánh lén đây? Xem cái này đi. Trải qua phân tích khoa học, anh đã có phát hiện mới. Phát hiện gì? Ngày mai sẽ biết. Chuẩn bị, bắt đầu. Không phải ở đó. Ở đó không có chỗ trốn. Vẫn sẽ bị phát hiện. Không đúng, không đúng. Kẻ đánh lén rốt cuộc nấp ở đâu mới không bị phát hiện chứ? Dựa theo suy luận của anh thì chỉ có thể nấp ở đó. Đằng sau cây cũng không đủ chỗ để nấp. Vậy thì chỉ có thể nấp trên cây thôi. Bố đồ nhỏ, trên cây có quả bóng rổ kìa. Xem ra thủ phạm chính là quả bóng rổ này. Nhưng quả bóng rổ này là do ai ném chứ? Bố đồ nhỏ, tôi đã tìm cả ngày nay rồi. Quả bóng rổ đó là của tôi. Là chú Mao. Mình không tin là không vào được. Tức chết mất. Xin lỗi nhé đồ to. Thì ra chú mới chính là kẻ đánh lén thật sự. Cuối cùng cũng phá được vụ án rồi.
chào chim sáo. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Không thể nào, phòng mình ở tầng 2, tại sao lại có người nói chuyện với mình được? Chào buổi sáng, chào buổi sáng, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, chào buổi sáng. Bố đầu nhỏ, có yêu quái, có yêu quái. Bố đầu nhỏ, có yêu quái bay tới ngoài cửa sổ chào con. Yêu quái sao? Yêu quái gì mà lại lễ phép thế? Bố đầu nhỏ cẩn thận đấy. Chào buổi sáng, chào buổi sáng, chào buổi sáng. Là một con chim ư? Chim sao lại biết nói chứ? Loài chim này gọi là chim sáo. Nó biết nói tiếng người. Tuyệt quá. Chào buổi sáng. Hôm nay trời nắng đẹp quá. Ồ, biết nói nhiều như vậy. Xem ra là con chim nhà ai nuôi bị sổng ra rồi. Con chim sáo này thích quá đi mất. Xem ra nó đói lắm rồi. Đói lắm rồi, đói lắm rồi. Sáng sớm ra đã có khách sao? Ồ, là một chú chim sáo đáng yêu à. Đáng yêu quá, đáng yêu quá, đáng yêu quá, đáng yêu quá. Được rồi, con đồ to, con đi đánh răng rửa mặt đã, rồi hẳn chơi. Con không muốn đánh răng đâu. Không đánh răng ư? Vậy thì miệng con sẽ hôi lắm đấy. Vậy thì sao chứ, con muốn thế. Con... Mẹ tập về đừng nói nữa. Nó sẽ học theo đấy. Được thôi. Vậy thì tùy con, mẹ mặc kệ. Mặt trời chiếu trên cao. Mặt trời làm điều hòa. Không phải, là mặt trời chiếu trên cao. Mặt trời làm điều hòa. Làm điều hòa. Trời ạ, ở trên cao. Nhìn miệng tớ đây này. Kêu trên cao, kêu trên cao, kêu trên cao. Giờ lại là kêu trên cao. Mặt trời có phải là con ếch đâu. Cậu thật là ngốc. Cậu thật ngốc, cậu thật ngốc, cậu thật ngốc. Cậu lại dám nói mình sao? Mình vừa mới cho cậu ăn bánh xong. Kêu trên cao, cậu thật ngốc. Cậu tức chết mất. Mình đi mách bố đầu nhỏ. Bố đầu nhỏ, chim sáo mắng con. Sao có thể chứ? Bố đầu nhỏ không sao chứ? Cậu thật ngốc. Bố không sao. Nhưng mà con chim sáo này sao có thể ăn nói như vậy chứ? Còn kêu trên cao, đâu phải là ếch. Cậu thật ngốc. Lại dám nói ta như vậy. Cút đi. Có tin là ta bịt miệng ngươi lại không? Có ai ở nhà không? Có chuyện phát nhanh này. Cút đi. Có tin ta bịt miệng ngươi lại không? Lẽ nào giao sai rồi ư? Vậy cũng không cần hung dữ như thế chứ. Không phải, không phải nói anh đâu. Cái con chim sáo này, ăn nói phải lễ phép chứ. Có biết không, ngươi nhìn xem, hại ta ngay cả chuyển phát nhanh cũng không nhận được. Vậy thì sao chứ, con chim sáo này, sao lại ăn nói không lễ phép như vậy chứ? Đúng thế, ngươi không ngoan chút nào cả. Tôi muốn thế. Ngươi có bản lĩnh thì đứng lại. Quay lại. Ngươi có bản lĩnh thì đừng chạy. Đứng lại. Hai người, dừng lại hết cho mẹ. Mẹ tập về, mẹ không nên mắng hai bố con. Đều là do con chim sáo này mắng con trước. Đúng đúng, con chim này ăn nói chẳng lễ phép gì cả. Nhưng mà hai người phải nghĩ xem, chim sáo chỉ có thể học nói theo người. Buổi sáng nó vẫn còn lễ phép như thế, sao lại trở thành không lễ phép rồi? Đúng thế, những lời mà chim sáo nói đều là học từ con người. Có phải là do chúng ta nói chuyện không chú ý không? Cho nên, do hai người không biết làm gương, lại còn đi trách chim sáo ư? Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Nhìn nó thông minh chưa kìa. Được rồi, giờ chúng ta nói chuyện chính đi. Vừa rồi mẹ đi mua thức ăn về, thấy cái này dán ở cổng vào tiểu khu. Ồ, có vẻ như con chim này chính là chim sáo đấy. Bố nhìn xem, không sai. Tờ thông báo tìm chim này chính là nói về chú chim sáo này là của cửa hàng thú nuôi làm sổng. Thảo nào nó lanh lợi như vậy. Được rồi, con sẽ đưa con chim sáo này về. Tốt lắm con đồ to, con thật đúng là con ngoan của mẹ. Không sai, con đồ to, con giỏi lắm. Con ngoan, con giỏi lắm. Con ngoan, con giỏi lắm.
cửa nhà sáng sủa. Hai người xem, con phố giả cổ này đẹp không? Bố đầu nhỏ, đưa con và mẹ tập về đi chơi nhé. Không thành vấn đề. Ôi, quần áo ban ngày em vơi ngoài sân quên chưa cất. Bố đầu nhỏ, là người đi cà kheo bị rơi xuống sao? Đâu phải chứ. Con đầu to, bố đầu nhỏ, mau tới giúp mẹ. Ôi, đi mau nào. Ôi, mẹ bước hụt một chân. Mẹ tập về, mẹ không sao chứ? Không sao, là do ngoài cửa tối quá. Xem ra ngày mai, bố nhất định phải lắp một bóng đèn ngoài cửa rồi. Bố đồ nhỏ, bố đang làm gì thế? Lắp đèn thì cần phải tính toán vị trí để lắp trước. Việc này cần đo đạc và tính toán cẩn thận. Không thể cao quá, cũng không thể thấp quá. Cao quá thì không đủ ánh sáng, thấp quá thì dễ bị chạm đầu. Phức tạp như vậy sao? À, có cách rồi. Nhìn con đây. Con thấy lắp ở đây là thích hợp nhất. Vậy được, xem ra vị trí này cũng không sai đâu. Nhìn đèn của con có giống đĩa bay không? Đĩa bay tới đây. Vẫn là đèn của bố tốt, sáng sủa mà lại chắc chắn. Đèn của con bay về vũ trụ rồi. Vẫn là đèn chụp sắt của bố chắc chắn nhất. Con muốn thử xem đèn của bố có chống nước mưa không. Con đồ to, đừng nghịch nữa. Bố đồ nhỏ nhìn xem, đèn của bố mua chẳng chống nước chút nào. Đèn đĩa bay của con không bị thấm nước mưa. Chụp đèn của bố chiếu sáng hơn. Con đồ to, bố đồ nhỏ. Hai người xem, mẹ vừa dọn dẹp trong nhà, phát hiện có một cái chụp đèn rất tuyệt. Đèn lồng ư? Đúng thế, dùng nó làm chụp đèn chẳng phải rất sáng tạo sao? Nhưng mà trong đèn lồng không phải thắp sáng bằng nến sao? Chuyện này để bố suy nghĩ một chút. Thế nào? Tuyệt quá. Bố đồ nhỏ, để bảo vệ đôi tay, bố hãy đi găng tay vào. Vẫn là con đồ to cẩn thận. Hoàn hảo. Ôi, hai bố con có chắc chắn lắp được không? Đây chỉ là một việc đơn giản thôi mà. Vậy được rồi, chúc hai bố con mọi việc thuận lợi. Bố đồ nhỏ này. Con đồ to, mẹ tập về cũng quá xem thường hai bố con mình rồi. Chỉ là lắp cái đèn thôi mà. Đúng thế. Đi mau, đi mau. Đi mau đi. Bố đồ nhỏ, cẩn thận đấy. Ui da, cái mông của tôi. May mà đầu của con to đấy. Giờ thì nhà cửa đã sáng sủa rồi. Sau này sẽ không bị ngã nữa. Còn có thể giúp chiếu sáng cho người qua đường. Tốt quá, tốt quá.
thật vui. Gần đây, mẹ tập về toàn lén mang đồ ăn ngon ra ngoài. Ở đây nhất định phải có bí mật. Hả? Con đồ to đang làm gì thế? Bố đồ nhỏ tới đúng lúc quá. Chúng ta đi làm thám tử thôi. Đi thôi. Thám tử gì chứ? Mẹ tập về để thức ăn ở đó làm gì chứ? Con không biết. Gần đây mẹ đều kỳ lạ như vậy đó. Thì ra là để cho mèo hoang ăn. Con đồ to này, mẹ tập về đã thích mèo như vậy, chi bằng chúng ta đem lũ mèo này về. Con đồ to, đừng xấu hổ. Đây đều là vì mẹ tập về được vui mà. Có phải con giống chú mèo nhỏ xấu xí không? Không không, là một chú mèo anh hùng. Nhớ phải đi kiểu mèo đấy. Bắt được rồi. Bố đồ nhỏ giỏi quá. Đương nhiên rồi, bố chính là bố đồ nhỏ thông minh cơ trí, hành động nhanh nhẹn, phản ứng thần tốc mà. Bố đồ nhỏ. Bọn mèo cắn rách lưới chạy thoát rồi. Bố đồ nhỏ cẩn thận đấy. Bố đồ nhỏ, cách này liệu có được không? Đương nhiên là được rồi. Cách này là do bố nghĩ mãi mới ra đấy. Đợi bọn chúng rơi xuống hố thôi. Bọn chúng tới rồi. Các người rành mà quá đấy. Con đồ to ơi, cứu bố với. Lần này nhất định sẽ được. Thứ bố cần con đã mang đến rồi. Con đồ to, trốn kỹ vào. Xem bố biểu diễn một màn tóm gọn cho con xem. Được rồi. Lần này là bố mệt chết mất. Có chuyện gì không thể nói chứ? Cứ nhất định phải kéo mẹ vào đây. Mẹ tập về xem này. Mẹ tập về. Mẹ tập về. Mẹ rất vui phải không? Con đồ to, phản ứng của mẹ con có vẻ không đúng lắm. Không thể nào. Hai người đang làm cái gì thế này? Bọn con, mẹ tập về không phải rất thích mèo sao? Mẹ toàn lén đi cho mèo ăn. Đúng vậy, nếu đã thích rồi thì hãy giữ chúng lại nuôi đi. Như vậy, chúng sẽ không phải đi lang thang. Hai người ấy à, thích không nhất định là phải chiếm hữu. Chúng có nhà của chúng mà. Vì để mẹ được vui mà khiến chúng mất tự do. Hai người thấy có tốt không? Mau đi đi, sau này ta sẽ mang đồ ăn ngon đến cho các người nhé. Lũ mèo này xem ra rất vui. Bọn chúng không giận con nữa rồi. Đúng vậy, bọn chúng coi bố là bạn rồi. Sau này chúng ta không được tùy tiện bắt các loài vật nhỏ nữa. Hay lắm, em thay mặt lũ mèo cảm ơn hai người. Lần này mẹ tập về vui thật rồi. Thank you.
Đủ rồi, đủ rồi. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cơ thể khỏe mạnh. Bố đồ nhỏ sao thế? Con được ta? Con nhìn này. Ồ, là cây nấm. Không sai. Sau mỗi trận mưa, nấm sẽ mọc lên rất nhiều. Có điều không phải tất cả các loại nấm đều ăn được. Nhiều loại có độc đấy. Bố đồ nhỏ, loại này có ăn được không? Được, loại này ăn được, có vẻ như ăn được. Vậy chúng ta cùng nhau hái nấm đi. Cây nấm này to quá. Mẹ tập về xem này. Nấm tươi quá. Loại nấm này xào thịt ăn ngon lắm. Mẹ cần nữa không? Vẫn còn rất nhiều đấy. Đương nhiên rồi, càng nhiều càng tốt. Được rồi, bố đồ nhỏ, chúng ta mau đi hái nấm thôi. Cầm lấy cái này. Ăn cơm thôi. Hái nấm suốt một buổi sáng, đã đói lắm rồi. Wow, nhiều món quá. Xem ra mẹ tập về muốn thưởng cho chúng ta vì đã hái được nhiều nấm như vậy. Còn chờ gì nữa, ăn đi cho nóng. Vẫn là làm nhiều thì tốt. Càng nhiều càng tốt, vì con là trợ thủ nhỏ của mẹ. Bố là trợ thủ lớn, là con. Là con. Con là người đầu tiên lấy được. Là bố mở vòi nước. Con là người đầu tiên mở được ống nước. Con là người đầu tiên lấy được. Con chơi xấu. Mình có thể tưới hoa rồi. Những bông hoa này đẹp quá. Đẹp quá. Chắc là đủ rồi nhỉ? Không được, mẹ tập về nói càng nhiều càng tốt. Mình là trợ thủ đắc lực của mẹ. Mình không tin là không tìm được việc để làm. Mình đi lau bàn vậy. Thế nào? Có điều mẹ tập về nói càng nhiều càng tốt. Vậy mình lau thêm vài lần nữa. Lau vài lần nữa. Lau trống cả sơn rồi. Đây chỉ là một lỗi nhỏ thôi. Lỗi nhỏ thôi. Những việc khác đều rất tốt. Đều hoàn hảo. Con được ta. Bố làm được nhiều việc hơn con. Con... con làm việc mới nhiều. Bố lại tìm được việc rồi. Con giặt xong rồi. Bằng nhau thôi. Mẹ nói càng nhiều càng tốt. Con biết ở đâu vẫn còn. Bố cũng đi tìm. Hả? Hai người này lại giở trò gì rồi? Người đâu rồi? Hai người đang ở đâu? Hai người đang làm gì vậy? Mẹ tập về. Bọn con đang giúp mẹ gọt khoai tây này. Con gọt nhiều hơn bố đồ nhỏ một củ. Đấy là lúc nãy. Giờ bố đã đuổi kịp rồi. Của con. Của con. Của bố. Của con. Đủ rồi, đủ rồi. Mẹ tập về, không phải càng nhiều càng tốt sao? Làm cái gì cũng phải có mức độ mới được. Hai người nhìn xem, phòng bếp đã biến thành cái gì rồi. Hả? Đây đều là các món làm từ khoai tây. Chỉ có mỗi khoai tây sao? Đúng, đây chính là công lao của hai người đó. Xem ra không phải làm càng nhiều càng tốt rồi.
đầu ta, bố đầu nhỏ. Một đôi bạn thân, hai bố con vui vẻ. Đầu con to nhưng tay con nhỏ, đầu bố nhỏ nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Chớp mắt con đã khôn lớn rồi. Đầu con to nhưng tay con nhỏ, đầu bố nhỏ nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Chớp mắt con đã khôn lớn rồi. Con đầu to, bố đầu nhỏ. Một đôi bạn thân, hai bố con vui vẻ. Đầu con to nhưng tay con nhỏ, đầu bố nhỏ nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Chớp mắt con đã khôn lớn rồi. Đầu con to nhưng tay con nhỏ, đầu bố nhỏ nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào.